Yêu trước ngày cưới, từ ngày 10 tháng 11, 2023, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VEON. Chúng ta hãy cùng chào đón anh Phạm Huy Hoàng, ngôi sao ngành chứng khoán đến từ công ty Thịnh Trị Capital, người đoạt giải thưởng xuất sắc ngành tài chính trong 7 năm liên tiếp. Xin được hỏi, nếu lỡ 20.000 trong tay quý vị rơi vào một chỗ khó lấy, ai trong số các quý vị ở đây sẽ kiên quyết tìm lại cho bằng được? Những người giơ tay, xin chúc mừng các bạn vào team. Khó giàu. Khi mất tiền, chúng ta thường mất bình tĩnh, hốt hoảng, tìm đủ mọi cách để lấy lại. Nhưng yếu tố quan trọng để đầu tư thành công, đó chính là tâm lý. Thật ra, việc đầu tư tài chính cũng giống như việc vun đắp trong tình yêu, sẽ luôn có nguy cơ rủi ro. Cho nên tôi hiểu một số người bắt cá hai tay là vì tâm lý sợ mất trắng. Tuy nhiên, nếu phân tán rủi ro trong đầu tư là việc nên làm, thì ngoại tình chắc chắn phải trả giá. Alo, Nhật Phương nghe. Phương ơi là Phương, mấy giờ rồi mà chưa có demo nữa? Sao ạ? Đợi em một chút, em xử lý liền. Giờ em gọi nhóm 3 người cho tiện trao đổi nhá. Anh Lực, tối qua 8 giờ anh có hứa. Cô Phương, 8 giờ tối cô gọi, 6 giờ sáng cô không gọi. Dĩ nhau cũng phải có lương tâm một chút chứ. Cô có biết á, tối qua team tôi làm tăng ca đến khuya không? Làm tới khuya mà giờ này không có demo là sao? Tí nữa tôi lấy cái gì vì send cho Jessica đây? Nó phải cứ làm là giả chị. Đẹp dễ như vậy hay là team chị làm anh đi. Anh chị ơi, bình tĩnh giúp em với. Chị Ánh yên tâm, em sẽ qua chỗ anh Lực lấy demo rồi ghép bài cho chị trước 9 giờ. Còn anh Lực, anh làm ơn xong sớm dùng em với. Từ giờ tới đó còn 2 tiếng nữa. Hẹn gặp mọi người ở công ty nha. Mày lại nữa rồi. Tắm nhanh lên cho tao đi vệ sinh. Ê, em về nha. Thấy bữa sáng của tao ngon không? Ngon. Ơ mà đừng giận nữa, bố không ăn ở nhà nữa, được chưa? Rồi nay mày có tính đi làm không hả? Có chứ. Có chứ. Mà giờ mày còn tồng ngồng như này. Thôi nha, nay tao đi trước đây. Chờ tao xíu đi. Đi taxi là kịp mà. Không dư tiền. Chấm công giùm nha. Không á.
Anh đi làm chưa? Anh chuẩn bị ra khỏi nhà, có cần qua đón em không? Em lên xe bus rồi. Nhưng em muốn gặp anh tối nay, sau giờ làm. Hôm nay không phải lịch hẹn mà, nhưng anh vẫn muốn gặp em. Tối nhá. Dạ em nghe sếp. Nhanh, ghi lẹ lên. Ủa ghi gì vậy? Thở kìa. Bác Quân. Dạ dạ em ghi liền. Bê Hoa. Em thường. Cảm ơn em thường. Em thường. Đẻ. Bữa nói 2 tuần mà. Morning chị Jess. Hai em. Chị Anh vừa báo em là vào thẳng viện rồi ạ. Còn bài báo cáo? Thì em thay chị Anh thuyết trình thôi. Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì? Nhưng mà chị Anh nói gửi file tổng cho em rồi. Và em check mail vẫn chưa thấy. Chưa kịp tải lên chứ gì. Thiệt là mệt mỏi với thầy trò cô. Tới nhà ảnh, lấy cây máy, rồi về công ty, nhanh. Dạ, vậy em xin đến trễ chút nha chị. Lấy cây máy, về công ty trước 10 giờ, họp rớp rẽn. 2 giờ chiều nay tôi phải bay ra Hà Nội. Clear? Vậy chắc phải đi taxi mới kịp chị ạ. Công ty sẽ thanh toán đúng không chị? Tút 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 tút. Dạ anh Hoàng, em là nhân viên ngân hàng. Vừa rồi có một số tiền giao dịch ở thẻ của anh rất lớn. Sorry, đợi một chút. Mấy giao dịch đó anh biết hết rồi, không vấn đề gì đâu. Ok, cảm ơn em. Của em bao nhiêu ạ? Alo. Dạ, em tới chung cư chị Ánh rồi. May quá có cô giúp việc ở nhà. Em hóa đơn. Dạ, em biết là chiều nay chị bận rồi. Em cần hóa đơn ạ. Em sẽ lấy máy ngay rồi về công ty. Ok. Đợi em nghe điện thoại cô Bảy đã nhá. Alo. Dạ con tới nơi rồi ạ. Con nói thật mà, con tới chung cư rồi. Cô ở lốc mấy ạ? Dạ. Xin lỗi chị. Cảm ơn anh. 155.000. Cô có cần liều mạng gì không? Thì phải có hóa đơn công ty mới thanh toán chứ. Cảm ơn. Ra quận nhóm chú ơi. Cậu tự tin chứ? Như bình thường thôi. Hôm nay đâu phải là ngày thường. Là phiên kết toán quý 3, quyết định cả chức giám đốc, quỹ đầu tư mạo hiểm mà. Không phải cả tôi và cậu đều đang nhắm tới vị trí đó hay sao? Nhưng mà em còn thua anh tới 15 tỷ. Phải cố gắng nhiều. Trong ngành này, ai mà không biết tới ngôi sao tài chính huy hoàng. 15 tỷ nhiều khi cậu chỉ cần 3 phút là đập chết tôi rồi. Nhưng chưa kết phiên,
chưa biết ai là người sẽ ngồi vào vị trí đó đâu. Nghe nói cậu tính đổi tiền vào mã THM à? Em đã tận mắt thấy dây chuyền cung ứng rồi. Tăng là tinh hoảng mù, em không có nhảy. Anh Thái, nếu anh vẫn muốn đầu tư vào mã THM, em khuyên anh nên cẩn thận một chút. Cảm ơn. Em cũng muốn biết ai sẽ là giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm. Cố gắng nhanh. Đây là hồ sơ giao dịch của ngày hôm nay. Anh Thái của anh đây. Ba, hai, một. Yeah! 30 giây đầu tiên là quan trọng nhất, cố lên. Tập trung, tập trung. Ok, ok. Cố lên mọi người ơi. Em mà dọn hàng. CCV. Wow, em sang được một chiếc máy chụp hình hiệu Bentas. Thích quá đi. Sao ơi, em sang là con robot bộ chỉ mới rửa giá nè. Còn em thì sang được cái điện thoại Xiaomi giảm đến 50%. Yes, mua ngay. Cố lên mọi người ơi. Số lượng. Mua ngay. Yeah! 4 con Ultraman bản limited off 70%. Yeah! Yes! Chúc mừng sếp nha. Yes! Phá sản sale đắc lực phải định. Yeah! Yes! Yes! Này mày Dung, mày đi đâu mà không săn sale với cả phòng? Lỡ mất cơ hội đổi con điện thoại mới rồi. Nhìn con iPhone rách của mày đi. Nó còn xài tốt mà sếp. Smartphone sale đầy ra đây nè. Quẹt thẻ trả góp 0 đồng là có ngay đồ mới xài rồi. Em không có xài thẻ tín dụng. Không xài thẻ tín dụng á? Sao sống? Thẻ em vẫn sống bình thường đấy thôi. Xài thẻ tín dụng quen rồi. Tưởng mình có nhiều tiền. Dễ phung phí. Nói chung là xài bằng tiền mặt. Dễ kiểm soát sếp ạ. Thua. Thôi kệ đó. Tiếp đi mọi người. Tiếp đi. Yeah. Anh Lực, sắp tới giờ họp rồi, anh gửi demo cho em đi. Mà gửi thì cũng đâu có họp, sao bảo sếp em đi đẻ rồi. Nhưng mà ai nói không họp? Chị Phương, sếp em bận nhưng vẫn còn em. Em sẽ thay mặt chị Ánh nhận demo, ghép bài rồi thuyết trình cho Jessica. Wow, tự thăng chức luôn. Ai bàn giao cho cô? Sáng nay em mới gọi điện nhắc anh rồi mà. Cô có nhớ lộn không? Deadline là 1 tháng cơ mà. 2 tuần. Biên bản họp hôm qua nhận được rồi. Còn bản demo em chạy thử ok. Nó sẽ không check thôi. Cũng may, team anh vẫn còn có người nhớ đúng deadline. Vậy nha, em sẽ báo với Jessica là anh Lực đã hoàn thành xuất sắc demo và muốn tự thuyết trình. Ok. Mày phải tao hay là phải con nhỏ đó? Mình làm xong rồi thì gửi file luôn đi sếp. Đưa sớm để chúng nó bắt lỗi à? Có lỗi thì cũng toàn em sửa chứ sếp đâu có sửa đâu. Mày được lắm Dũng. Mày được lắm. À sếp, cho xin nắp chai.
điên mới nghe cậu khuyên. Hương. Dạ. Chuyển hết hạn mức của team qua cho tôi. Dạ. Anh Thái, 2 tỷ đã chuyển. 1 tỷ đã chuyển. Toàn bộ số tiền của em đã chuyển xong. Anh Hoàng, bãi BRX đã đứng cả tháng nay. Sao anh nhận đủ tiền vô đó chi vậy? Hôm nay anh không được thu đâu. Chức giám đốc đó là phải của anh. Đúng rồi đó anh. Chuyển hết hạn mức của team qua đây. Sếp. Đổi như vậy rồi mà. Nhanh lên. Sếp. Nhanh. Dạ. Yes sir. Dạ. Em đã chuyển. Em đang. Chị Phương, anh lại gửi mail rồi nè. Giờ ghép bài vô file của chị anh nữa là xong. Ủa, chị không check hả? Không cần đâu, demo ổn lắm. Sao chị biết demo ổn? Đi. Căng thẳng hả? Thật ra công việc này rất là đơn giản. Để chị chỉ cho cưng nha. Dạ thôi, để em tự mò. Giữ mình chút đi chị trưởng phòng marketing ạ. À. Nhân viên thực tập mày cũng không tha. Người ta sợ chạy mất dép bây giờ. Không biết là sợ hay là thích đâu. Ủa? Gì vậy? Cuốn sổ của tao đâu rồi? Sổ gì? Sổ kế hoạch, sổ ghi password. Yêu trước ngày cưới. Từ ngày 10 tháng 11 2023, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Sắp hết giờ rồi. Đừng cố gồng nữa. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng mã vẫn đỏ. Lên! Lên rồi sếp ơi! Có người kích cầu cho mình, nên BRX đang lên rất nhanh. Anh! Đảo chiều! Có đi dậu rồi anh! Anh Thái! Anh cẩn thận chút nha. Anh Thái! Có vẻ như... Em đã nói rồi. Mà nó có vấn đề mà. Anh Thái. Tôi có mắt tôi thấy rồi. Gọi điện cho công ty. Yêu cầu rót vốn 5 tỷ. Nhưng mà... Gọi liền đi. Sẵn rồi. Quên, tân giám đốc. Phiên kết quý này anh đã kiếm về lợi nhuận hơn 30%. Siêu khủng. Chức giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm chắc chắn là của anh rồi. Hôm nay anh xuất sắc thiệt luôn á.
Ông Thái thua cô này chắc cay lắm. Ông nghe cái ghế giám đốc quỹ mạo hiểm lâu rồi mà. Nhưng em không hiểu nha, anh cố công nhận chức này chi vậy? Làm bên phòng chứng khoán đang ngon ăn mà. Anh làm giám đốc chú không thích sao? Dạ nghe thì quách đó, nhưng mà 3 năm đầu là lương cứng. Trader tuy không có ổn định nhưng mà có nhiều cơ hội để tiền khủng hơn. Chú biết anh làm thành chị mấy năm được không? Dạ 8 năm. Anh đừng khảo bài em. Tiểu sử của idol em nắm rất là kỹ. Anh là trader xuất sắc nhất, giao dịch nhiều tiền nhất, thu về lợi nhuận khủng nhất. Nói chung là ở thịnh trị, kỷ lục nào anh cũng nắm hết. Vậy mà giờ anh chuyển vào quỹ đầu tư, anh không thấy tiếc sao? Không. Tiếc gì? Tiền kiếm đủ rồi. Bây giờ anh chỉ muốn có thời gian để nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Anh làm gì mà như ông già vậy? Ủa anh đọc gì vậy? Mới nhặt được lúc sáng. Trời, của người ta mà sách coi, kỳ vậy? Không đọc, sao biết được mà trả? À ha. Nguyễn Nhật Phương. Em xin lỗi, rõ ràng em đã ghi mật khẩu vào trong sổ rồi. Nhưng mà cuốn sổ của em... Lên phường giải thích, mở file đi. Dạ. Hey. Phương, cô có thể nhanh hơn một chút được không? Phòng dev của tôi rất là bận, còn phải làm dự án khác nữa. Chị Phương, 2 giờ chiều nay tôi phải bay ra Hà Nội để công tác. Mà bây giờ chị ngồi đây chị mò mật khẩu. Bây giờ chị mò không ra là chị cuốn gói ra khỏi công ty luôn nha chị Phương. Sếp ơi, bớt nóng chị ơi. Tại chị ánh giao file cho anh Phương trễ quá, nó trở tay không kịp. Chứ chị thấy đó, trước giờ Phương có phạm sai lầm gì lớn không chị? Sai một ly là đi một dự án. Sai gì không lớn, sai cái nào mới lớn hả? Người ta đang đi đẻ mà, làm sao mà nghe máy được. Mà không biết là con trai hay là con gái chị. Dù gái hay trai, deadline vẫn chạy. Nghe điện thoại giùm cái. Sao? Alo Nhật Phương nghe. Dạ. Trời ơi, may quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Giờ tôi sẽ xuống liền. Cảm ơn anh nha. Mọi người đợi em, mật khẩu tới rồi. 3 phút, đúng 3 phút thôi nha. Yeah, có mật khẩu là 3 phút chị ơi. Yeah, tức là chị Ánh à, ẵm con để đưa mật khẩu cho chị. Mắc cười quá ha. Alo, anh đang ở đâu? Tôi xuống tới sảnh rồi. Bên trái cô. Ô, là anh. Xấu quá cô. Cảm ơn anh nhiều nha.
Hôm nay coi như anh cứu tôi một mạng. Hôm khác tôi sẽ khao anh cà phê. Cảm ơn nhá. Nguyễn Nhật Phương. Còn chuyện gì nữa sao? Xin lỗi anh, nhưng mà hiện giờ tôi đang rất gấp. Có gì nói sau nha. Cô nói mời tôi cà phê, mà cô lại không hỏi thông tin của tôi. Hát nào cô mời lời. Cô nói tôi vừa cứu cô một mạng. Thường thì người ta chỉ ơn cứu mạng chân thành lắm, chứ không có xài dao gì đâu. Tôi thật lòng muốn cảm ơn anh, nhưng hiện giờ tôi đang rất gấp. Mong anh đừng bắt bẻ. Cô đang nén giận hả? Trông dễ thương lắm. Anh đang quấy rối tôi đó nha. Anh còn làm như vậy nữa. Alo. Nguyễn Nhật Phương, chỉ còn 30 giây nữa. Dạ, em tới liền. 1,5 tỷ mà mua nhà trong Sài Gòn thì hơi khó đó. Anh đọc trộm sổ tay của tôi. Không đọc thì làm sao trả được cho cô? Anh... Anh mà làm gì với thông tin cá nhân của tôi, tôi sẽ báo công an đó. Tan họp. Jessica bình tĩnh đi chị ơi. Chị chờ xíu rồi chị. Jessica. Em có mật khẩu rồi. Họp lại. Nhanh. Nói lên. Ta-da. Anh nói rồi, canh ở đây chỉ cần bít múc á là siêu chất lượng. Bà chủ nhìn anh kìa, ngại lắm. Đi đâu mà ngại, canh ở đây miễn phí mà. Với lại bà chủ sợ mọi người múc nhiều quá nên để ít lắm. Hôm nay em tưởng chết rồi á, may mà cuối cùng cũng qua. Chị Ánh làm quả này bất ngờ ghê. Bây giờ em phải ôm hết việc của chị nữa. Thôi em ăn đi, để còn có sức mà làm việc nữa. Hay là bây giờ anh múc cho em thêm một tô canh nữa để ăn cho đỡ áp lực nha. Anh không cần đâu. Hả? Em ăn vậy đủ rồi. Anh múc thêm nữa, lần sau em ngại không dám tới đâu. Mà hôm nay có anh ăn cùng em là em vui rồi. Mặc dù anh với cả em đã hứa với nhau là từ thứ hai cho tới thứ sáu không được gặp mặt nhau để đồng nghiệp đỡ phát hiện. Nhưng mà về em, ngoại lệ. Quật 4 con đùn cha mẹ sọc béo nhẹ. Ê bà, đi ăn gì rẻ rẻ thôi. Cơm mình dần đi. Gì đấy? Sao? Hả? Thôi, ăn cơm khổ lắm sếp ơi. Hay là mình đi ăn hủ tiếu đi. Đủ sếp, ăn hủ tiếu đi. Ăn bao cho. Được. Ông đi chưa? Đi rồi. Em mệt tim quá. Đừng nói là em, anh cũng sợ muốn rớt tim ra ngoài đây. Bây giờ mà ông phát hiện á, là nguyên một công ty phát hiện hết. Mà tới tai sếp tổng, là thể nào anh với cả em không được làm trong công ty đâu. Vậy là kế hoạch của tụi mình sẽ tan thành mây khói à? Mà cũng tại hai người kia, tự dưng yêu đương cho công ty rồi gây chuyện, làm sếp lớn đặt ra cái luật lệ oái oăm. Đúng rồi đó. Anh. Anh nhớ hôm nay ngày gì không? Nhớ chứ. Nếu như mà không á, thì anh với cả em đã không gặp nhau vào một ngày trái lịch như vậy. Ngày gì nào? Ngày kỷ niệm 3 năm. Giờ thì thành công. À đúng rồi, sau khi ăn xong á, anh với cả em có một chuyện quan trọng cần phải làm đó. Mà chuyện này quan trọng không kém gì ngày kỷ niệm đâu. Chuyện gì vậy anh?
anh đúng là quá đáng. Tưởng việc gì quan trọng, hóa ra scan nắp chai khuyến mãi. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm của tụi mình đó. Chương trình này đúng dịp kỷ niệm 3 năm tụi mình quen nhau. Ý nghĩa mà. Nè, nếu như mà anh với cả em trúng 1 triệu đi, tụi mình có thể đi ăn 10 bữa bỏ né cô Hồng. Nếu như mà trúng 3 triệu là tụi mình vừa được đi ăn, lại còn vừa được đi xem phim 10 lần nữa. Nhưng mà hai đứa mình đi ăn cũng đâu hết 3 triệu đâu. Thì nếu không ăn hết thì mình tiết kiệm đi, đúng không? Vậy là kế hoạch của tụi mình lại rút ngắn thêm rồi. Mà nếu như mà trúng 50 triệu hoặc là giải cao nhất 100 triệu đi, anh có thể mua xe, anh có thể đưa em đi chơi, đi biển hoặc là đi xuống nước nóng, em chịu không? Ừ. Vậy mình scan tiếp nha. Được. Đúng rồi, 500.000. Năm trăm ngàn mình sẽ ăn được bao nhiêu bữa bò né ta? 3-4 bữa gì đó. Nhưng không được, tụi mình phải tiết kiệm. Như vậy thì kế hoạch của chúng mình sẽ nhanh chóng thành công hơn. Anh thật là may mắn khi gặp được em đó. Lần đầu hẹn mãn ở đây, em có thấy... Dạ không, em thích lắm. Em thích không khí thoáng đãng ở đây. Mấy món này em cũng thích. Đây là phần của em. Anh cho em xe nha. Hả? Em là cô gái đầu tiên đi chơi với anh mà chịu chủ động xé tiền với anh đó. Từ lúc đó anh đã thề với lòng mình rằng là sẽ cưới em. Có chuyện đó mà anh nhắc hoài à? Anh có thể nhắc cả đợi không thấy chán đâu. Con gái tính như em khó kiếm lắm. Còn người con trai có mùi hương y hệt bố em cũng khó kiếm lắm. Ha. Mà em không ngờ cái cục xà phòng tranh sản rẻ nhất cái siêu thị lại giúp anh có người yêu đấy. Anh có quà cho em. Quà kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Surprise! Đúng là bất ngờ thật đó. Em không biết là anh phải tích điểm ở cửa hàng tiện lợi bao nhiêu lâu mới đổi được quà cho em đâu. Em thích chứ? Em thích. Anh giỏi thật đó. Em cũng thích mãi mà không được. Cảm ơn anh. Em vui là anh cũng vui rồi. Chúc mừng kỷ niệm 3 năm. Em cũng có quà cho anh đó. Quà là em này. Hôm nay em muốn ở lại đây. Sao thế anh? Phương à, anh à, anh thề với em là anh muốn em ở lại đây. Nhưng mà chúng mình đã lập kế hoạch với nhau rồi mà. Là chỉ có mỗi thứ bảy em mới được ở lại đây. Nguyên tắc mà đã lập ra mà phá vỡ một lần thì sẽ có lần sau, rồi lần sau nữa.
Vậy thì chẳng phải quá của tụi mình sẽ rối tung lên sao? Cho nên em à, anh à. Em biết rồi. Ngoan. Kỷ niệm 3 năm yêu nhau vui vẻ nhá. Ừ. Bye anh. Về thì nhắn tin cho anh biết. Em về đây. Ừ. Yêu trước ngày cưới từ ngày 10 tháng 11 2023, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Làm gì với thông tin cá nhân của tôi? Tôi sẽ báo công an đó. Anh muốn gì? Bây giờ ngoài trừ việc cô nợ tôi một ly cà phê, cô còn nợ thêm tôi 10.000 nữa. Đây, 10.000 của anh. Còn nữa, tôi còn chưa tính anh vụ anh đọc trộm sổ tay của tôi, nên tốt nhất anh không nên làm thêm gì nữa. Nếu không, tôi sẽ tố cáo anh. Chào Phương. Trong một ngày, cô gặp tôi tới 3 lần. Cô không thấy nó giống như định mệnh sao? Tôi cảm thấy nó giống oan gia thì đúng hơn. Còn nữa, cô không biết tên tôi, cũng không biết cách để liên lạc với tôi, thì tố cáo tôi kiểu gì? Phạm Huy Hoàng. Không sai, cô nhớ rồi đúng không? Tôi chỉ đọc theo thôi mà. Sao vậy? Hết tiền hả? Định mệnh là cô phải nợ tôi rồi. Đi đâu vậy? Đường thì đông, kính thì trong. Cô sợ gì mà không ngồi lại? Sợ. Được. Để tôi xem, anh muốn làm gì?
cô hát đi. Rất muốn bên anh, cho anh bờ vai tựa vào. Rất muốn ôm anh, nói với anh rằng mọi điều rồi sẽ đi qua. Muộn phiền rồi sẽ trôi xa. Vòng tay em vẫn luôn luôn dịu dàng. Yêu anh. Bởi vì tôi ngồi đây cho nên cô ngại không dám hát. Hay là bản thân của cô hát không hay? Dù gì tiền cũng bỏ vô rồi, cô lại chỉ ngồi nhìn mà không hát, không phải là hơi lãng phí sao? Tôi thấy cô có vẻ là một người quý trọng đồng tiền mà. À, còn nữa, 100.000 mà cô ăn một ngày 3 bữa, có phải như vậy hơi khổ không? Anh đọc trộm sổ tay của tôi, lại còn đọc kỹ như vậy. Trong từ điển của anh có từ lịch sự không vậy? Tôi đã nói với cô rồi, nếu tôi không đọc kỹ một chút, làm sao tôi tìm được cô để trả sổ đây? Hơn nữa, tôi thật sự rất muốn biết, 100.000 mà ăn một ngày 3 bữa, làm sao cô làm được vậy? Sáng, 20.000 bánh mì. Trưa, 45.000 cơm và cà phê. Tối, 35.000 cơm bình dân. Đủ rau, xào, canh, miễn phí cơm thêm. Có gì mà không được? Ngày nào cũng phải như vậy. Vậy cũng được nữa hả? Tại sao lại không được? Chỉ vì cô muốn tiết kiệm tiền mua nhà, cho nên lương tháng 20 triệu, cô phải dành dụm tới 15 triệu. Rồi khi nào mới đủ? Cuối năm nay là đủ rồi. À, nếu như vậy thì phải cộng luôn cả tiền dành dụm của bạn trai cô nữa. Này anh, tới cả kế hoạch cuộc đời của tụi tôi mà anh cũng đọc hết. Anh có thấy mình quá đáng không hả? Nè, tôi thật lòng khuyên cô nên xem lại kế hoạch cuộc đời của mình đi. 1,5 tỷ cô chỉ có thể mua được nhà ở ngoài Osalak thôi. Đó là do anh không nghiêm túc chịu khó tìm. Bạn trai tôi tìm được đó. 1 căn hộ, 2 phòng ngủ. Nếu bạn trai cô thật sự tài giỏi thì đâu cần phải lên một kế hoạch cuộc đời chi tiết đến lúc nghỉ hưu như vậy. Lên trước kế hoạch cuộc đời mình thì có gì sai? Là cuộc đời của cô hay của bạn trai cô? Là cuộc đời của chúng tôi. Nhưng mà cuộc đời thì nhiều rủi ro. Lỡ đâu cô không sống được đến lúc nghỉ hưu thì sao? Tôi đang rất khỏe mạnh, đi đường cũng nhìn trước ngó sau, sẽ không chết sớm được như vậy đâu. Đừng có đi theo tôi nữa. Ok, nhưng mà sinh 2 đứa trước 35 tôi cực lắm đó. Thế sinh bao nhiêu đứa thì liên quan đách gì đến anh? Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể ăn nói thô lỗ như vậy? Hả? Với lại, tôi thật sự rất muốn biết, lỡ đâu cô không cẩn thận, có thêm đứa thứ ba thì sao? Thì sinh thôi. Vậy là bể kế hoạch rồi. Bể kế hoạch thì tính lại. Tại sao tôi phải nói nhiều như vậy với anh nhỉ? Nè cô, tôi cảm thấy cô rất là tự tin là mọi thứ trong cuộc đời cô đều có thể tính được hả? Đến cuộc đời của mình không tính thì rốt cuộc tính là cái gì? Đồng ý. Nhưng mà đã tính là phải tính cho tới. Nếu lỡ như chồng của cô ngoại tình, cô tính tới chưa? Stop đi, đủ rồi đó. Anh mà còn nói vớ vẩn một lần nữa, tôi sẽ báo công an. Ồ, thì ra lúc mà cô gặp biến cố ngoài kế hoạch, như tôi chẳng hạn, thì giải pháp của cô sẽ là báo công an hả? Anh không phải biến cố gì của đời tôi hết. Anh chỉ là biến thái thôi. Thank you.
nhớ trả cho tên biến thái. Địa chỉ đây. Không cần cả sáu. Mạo hiểm Thịnh Trị Capital. Sao em biết? Để em sách phụ anh. Đừng đâu, không phải em gọi anh này là để sách cho em sao? À, để em vào chuẩn bị đồ cho anh ngày mai đi làm nha. Quỳnh Anh, em không cần phải vất vả gì đâu. Em không có vất vả gì hết, em hạnh phúc lắm. Em ra đi.